phải sĩ diện. Dạ là con biết rồi. Con có nước béo rồi chịu. Con. Dạ. Con là sao biết? Dạ. Thì ba nhờ con nước thôi chứ con muốn quen biết nữa. Thế dạ. Con đang ở mấy ai? Bé đang ở mấy ai? Sao lại ở một mình nhỉ? Ủa thế thanh niên kia đâu? Thanh niên 18 tuổi đâu rồi? Dạ con đi mình chú, con mình chú. Có một thanh niên đã đi cùng con mà. Dạ không, con muốn chỗ đây là con định vâng. Kiếm việc làm ở đây con làm. Vâng. Con nhỏ xíu này, con 13 tuổi con ai mướn con làm? Mẹ bà không có chừng luôn. À con 13 tuổi ai mướn con làm? 13 tuổi ai cho con đi làm? Mà con đang đi mấy thanh niên 16, 18 tuổi mà. Bây giờ rồi. Bây giờ chú hỏi thiệt con nha. Con về đây mấy ai? Con đi một mình. Chắc không? Rồi bây giờ tí kêu ba mẹ đưa ra ngoài kia để kiểm tra thì mới biết được nha. Chú nét nghe chú. Đi về với cha cho mẹ đi. Chú mẹ mẹ đang chạy về. Mẹ đang chạy lên. Thôi về với cha mẹ nghe. Về cha mẹ đi con. Về cha mẹ đi. Tuổi có đi làm ăn gì được đâu. Nhỏ xíu thôi. Cha mẹ đi con, cha mẹ mình chính hết mà. Bây giờ con chú hỏi lại con là con có quan hệ là mấy thanh niên nào 17, 18 tuổi không? Con. Con có đi không? Đi cùng không? Chắc không? Rồi cái thanh niên tên gì sáng nay thanh niên tên gì anh nhỉ? Rồi gọi ba mẹ nó mới biết được. Rồi. Xem có đúng không? Xem. Thế bây giờ con đang ở phòng nào? Đâu? Con mở ra nào, mở cửa ra đi. Mở cửa đi. Nhỏ xíu 13 tuổi tướng 30 kg này ai mướn con làm? Trời đất quỷ thần đấy, phòng trọ con đấy hả? Con bật điện đấy chú xem nào. Trời đất quỷ thần đấy. Nhỏ xíu mẹ xíu. Trời ba lô cái gì kia? Con có chắc là con ở một mình không? Chắc không? Chú là chú không tin con về để ở một mình thế ai dắt con về đây? Xe ôm của ai? Hết nhiêu tiền? Chở từ đâu? Phương bên Tây Linh đúng không? Ờ nhưng mà sao tự nhiên con đi con không nói chuyện ba mẹ? Thông tin ba mẹ. Đi gửi tiền về luôn hả? Ngon dữ vậy. Trời ơi, 13 tuổi, nhỏ xíu xíu à. Con có yêu ai không? Hôm bữa con yêu một thanh niên nào 206 mà. Thanh niên đâu rồi? Thanh niên trốn luôn rồi. Hả? Chắc không? Nhưng mà con trong, nghe cho mẹ nghe. Trong toilet có ai không? Con vào trong toilet có ai không? Không. Đâu hết rồi. Thanh niên nó chạy mất rồi đúng không? Hả? Con yêu bồ đâu rồi? Thôi giờ con này chú Hải nói này con về với cha mẹ đang lên luôn. Ba mẹ đang lên. Rồi con gọi điện cho mẹ con đi. Sao? Nhưng mà chú Hải còn ngồi đây chú Hải. Con ngồi đây chú Hải. Thế tại sao con đi? Lý do tại sao con bỏ nhà đi? Hả? Bỏ tay ra. Tại sao con bỏ nhà đi? Hả? Rồi chú đang hỏi nhưng tại sao mà trước khi con đi con không thông báo với gia đình? Con xin là con xin đi với ai? Đi một mình. Tại sao con nhỏ xíu này con đi một mình? Con muốn kiếm việc làm hả? Trước đây là con đã từng đi làm ở đâu chưa? Con ngồi đây đi. Ngồi xuống. Con ngồi xuống nói chú nói chuyện không khóc. Ngồi đây. Con ngồi đây, con ngồi chú hỏi. Con ngồi xuống chú hỏi, con ngồi xuống chú hỏi. Ngồi xuống. Con ngồi xuống đi. Chú hỏi đây cũng có gì đâu. Chú hỏi thật con. Con về đây mấy ai? Con đi một mình. Chắc không? Vậy chắc chú hỏi cho về chỗ đi. Rồi chú tìm ra là chú tìm con đi với một người nữa là sao? Con không đi một mình con. Đúng không? Nhưng mà chú hỏi lại con là tại sao con đi con không gọi ba mẹ đồng ý con mới đi chứ? Không cho những con nhỏ này đi có an toàn không? Hả? Nhỏ này đi an toàn không? Tóc sao này ai nhuộm tóc? Bé 13 tuổi đã nhuộm tóc rồi. Con nhuộm ở nhà con, mẹ cũng nhuộm cho con. Mẹ nhuộm cho hả? Không biết mẹ con bà khóc như chú Hải không? Thế mẹ con có thương con không? Con nhuộm thôi, nhưng mà ở nhà có áp lực. Áp lực gì? Nói chú nghe, chú giúp cho. Áp lực gì? Áp lực gì? Nói chú giúp cho. Nói chú nghe. Nhưng mà bây giờ về ba mẹ được không? Hả? À? Tại sao không về? Lý do tại sao con không về? Hả? Tại sao chú? Chú phải biết lý do tại sao con không về chứ. Tại sao không về? Tại sao con không về? Con nói chú nghe.
ai nhận con 13 tuổi, con có giấy không? Con có căn cước chưa? Dạ, chưa. Chưa ai nhận con? Chưa, bây giờ không kiếm gì ở đây được. Hả? Không kiếm gì ở đây được, bây giờ không kiếm gì. Kiếm như ai mượn con 13 tuổi, nhỏ xíu rồi, chắc được 30 ký là ai mượn con, hai mấy ký à? Con chắc là 25 ký không? Hát karaoke quá. Bình tĩnh đi. Bỏ tay ra. Em bỏ tay ra đi. Em bỏ tay ra. Em bỏ tay ra. Em bỏ tay ra. Con đưa nó ra giờ, đưa ra. Lên xe đi. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Cứ bình tĩnh đi. Đồ cái của ai? Cảm ơn nhiều. Em mấy gia đình mình đi xe nào, bây giờ có xe chưa? Xe đâu rồi. Tại sao con đốt xấu lúc này không vậy thế? Dạ. Không có đánh nữa nghe, nó còn nhỏ nè, con đốt nghe, nó còn nhỏ, không có nè. Ôi nhưng mà chồng đâu? Chồng bà đâu? Chồng đâu? Rồi từ từ, em bỏ đây, không chạy đâu rồi, em bỏ đây, cứ bỏ đây, lên thu thương, thôi không đánh nữa, thôi lặng yên. Con lên đây. Đến ngay. Con nghe lời người ta đúng không trời? Lặng yên đi em. Lặng yên. Lặng yên. Nhỏ vô đây để nói chuyện gì đó, hỏi mình biết cái lời. Đến ngay. Bỏ ra đi. Gặp có gì đó. Lặng yên. Không khóc. Cứ gỡ qua con dặn tôi đi công chuyện. Lên xe chú. Rồi lên xe chú. Đi. Nó chị nè. Nó còn nhỏ, mình phải dụ nó nói chuyện cho nó nhỏ nhặt, không có đánh nó. Không đánh nó. Đánh nó càng ghét. Hiểu không? Lên xe chú đi. Lên xe chú. Đi về theo cô, đi về qua dưới đây đi. Lên xe chú. Không có đánh nó. Cô nó rồi. Đi lên. Bây giờ lên. Rồi con ngồi đây. Không có đánh nó. Nè, không có đánh nó còn nhỏ không? Leo lên.
mấy người đi rồi hai hai mẹ con đấy, còn mấy người đi xe kia, còn mấy người đi xe kia. Tôi cũng giúp dân thôi chứ gì rồi các bạn.